X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Gia Cát Lượng là thừa tướng, công thần khai quốc của nhà Tục Hán. Ông đã giúp Liêu Bị gây dựng nên nhà Tục Hán, đồng thời hình thành nên thế chân vạc thời Tam Quốc và liên minh Tục Ngô để chống Ngụy. Lúc sinh thời, Gia Cát Lượng được đánh giá là một trong những nhân tài, chiến lược gia xuất sắc nhất thời Tam Quốc. Đánh giá về con người Gia Cát Lượng, hậu thế nhận định ông là người cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tám từ ngắn ngủi này đủ để khiến người đời thấy được cả đời Gia Cát Lượng là một thần tử nghiêm túc với trách nhiệm, tuân thủ bổn phận. Hoàng đế Cản Long, Trung Quốc, từng bình luận về ông như sau: Gia Cát Khổng Minh là nhân vật hàng đầu sau thời Tam Đại, ba nhà Hạ, Thương, Chu, để nói về cuộc đời ông chỉ có thể dùng hai chữ công trung. Công chính vô ngã, trung thành vô tư, vô ngã vô tư, chí khí trong sạch thanh cao. Trong thời kỳ Tam Quốc anh hùng lớp lớp xuất hiện, Gia Cát Lượng đặt mình trong nấc thang hàng đầu. Trong suốt thời gian hàng ngàn năm qua, không có sự công chung của ai có thể đem ra đặt ngang hàng với ông. Người ta thấy nhiều hơn vẫn là những quyền thần nhân lúc vua mới còn nhỏ tuổi cướp quyền đoạt ngôi. Năm xưa Quan Vũ thua chạy về Mạch Thành, Liêu Bị bất chấp sự phản đối của Gia Cát Lượng và quần thần, khăng khăng muốn báo thù cho Quan Vũ. Liêu Bị đích thân dẫn quân sang phía đông thảo phạt Tôn Ngô, đáng tiếc bị đánh bại trên đường giành lại Kinh Châu, phải rút lui về Vĩnh An. Năm sau, Liêu Bị ốm nặng, tự biết thời gian của mình không còn dài, cho nên đã triệu Gia Cát Lượng tới Vĩnh An để căn dặn hậu sự. Thật ra Gia Cát Lượng toàn có năng lực lên làm quân chủ, chẳng qua ông có muốn làm hay không. Hiển nhiên trong lòng Liêu Bị cũng biết rõ điều này, hơn nữa ông còn biết rằng Gia Cát Lượng sẽ không đoạt quyền cướp ngôi. Thế nhưng Liêu Bị là người quá mức cẩn thận, ông vẫn dặn dò Gia Cát Lượng một câu: quân tài thập bội tảo phi, tất năng an quốc, trung định đại sự, nhược tự từ khả phụ, phụ chi, như kỳ bất tài, quân khả tự thủ. Ý nghĩa của câu trên là, chỉ tiên sinh mới có thể chặn được tảo phi, chắc chắn ổn định được đất nước, cuối cùng làm nên việc lớn. Nếu như Liêu Thiện là đứa trẻ có thể dạy dỗ được, vậy thì hãy phỏ tá nó, nếu nó là tấm, gỗ mục, vậy thì tiên sinh có thể thay thế nó. Câu nói này nghe qua thì có vẻ như Liêu Bị để Gia Cát Lượng được tự mình lựa chọn, thực tế là khiến Gia Cát Lượng nhận thì sẽ hổ thẹn khi mà tiên chủ yên tâm và tín nhiệm ông tới vậy. Gia Cát Lượng cả đời là một thần tử hiền minh, sau này chắc chắn sẽ dốc hết sức mình phò tá Liêu Thiện, cho dù Liêu Thiện là một kẻ khó mà nâng đỡ nổi. Thực tế chứng minh quả thật cũng như vậy, sau khi Liêu Bị gửi gắm con côi tại thành Bạch Đế, để không phụ sự kỳ vọng của tiên chủ, Gia Cát Lượng đã thề phải khiến nước Thục được có chỗ đứng ở Trung Nguyên, thực hiện thống nhất thiên hạ. Trước tiên, Gia Cát Lượng bình định những cánh quân phản loạn nổi lên khắp nơi sau cái chết của Liêu Bị, sau đó lại rầm rộ dẫn quân đánh xuống phía Nam, đi sâu vào những vùng đất cằn cỗi để thảo phạt Ung Khải, Mạnh Hoạch. Gia Cát Lượng áp dụng gợi ý của Mã Tắc, lấy tâm lý chiến làm chính, đầu tiên đánh bại quân Ung Khải, sau đó bắt rồi lại thả Mạnh Hoạch tới 7 lần để thu phục, tới mùa thu thì dẹp yên được mọi bất ổn. Như vậy nước Thục có được nguồn tài nguyên lớn, nghỉ ngơi lấy sức thêm được vài năm, tăng cường sức mạnh quân đội. Tất cả những điều ấy đều nằm trong kế hoạch của Gia Cát Lượng, ông vẫn luôn chờ đợi thời cơ để bắc phạt Tào Ngụy. Vì cái chết của Liêu Bị, cục diện chân vạc Tam Quốc trên thực tế đã trở thành thế đối đầu giữa chính quyền Tôn Ngô và Tào Ngụy, điều này mới khiến họ thả lòng cảnh giác đối với Tục Hán hơn. Năm 226, Tào Phi qua đời vì bệnh tật, Tào Duệ nối ngôi. Lúc này Ngụy Diên có ý định xuất quân thảo phạt, nhưng kế hoạch tác chiến vẫn chưa thể thống nhất. Sau khi Gia Cát Lượng nghe được chuyện xảy ra ở triều đình Tào Ngụy, ông đã nhạy bén nhận ra cần phải nắm bắt được thời cơ trước mắt này. Nhân lúc quân bị của Tào Ngụy ở những nơi như Quan Trung, Lũng Tây đang lỏng lẻo, còn quân Thục đã tập trung được một phần sức mạnh, quyết định bắc phạt Tào Ngụy. Năm 228, Xuất Sư Biểu, lưu truyền ngàn năm đã ra đời. Từ đó Gia Cát Lượng đã bắt đầu kế hoạch lâu dài bắc phạt. Lần bắc phạt đầu tiên, Triệu Vân và Gia Cát Lượng chia ra tác chiến, lần lượt giành lại được những quận như Thiên Thủy, Nam An, An Định, đánh cho quân Tào thua tan tác. Trong chốc lát, Quan Trung rung chuyển, quân Thục thu được thành quả lớn. Nhưng tình hình trên chiến trường thay đổi chỉ trong chớp mắt, Mã Tắc để mất Nhai Đình, Triệu Vân ra quân bất lợi, Gia Cát Lượng dẫn quân rút về Hán Trung. Lần bắc phạt thứ nhất, giai đoạn đầu mọi thứ suôn sẻ, nhưng nhanh chóng bị Tào Ngụy xoay chuyển tình thế, mấu chốt nằm ở việc Mã Tắc đánh mất Nhai Đình. 3 vạn đại quân do ông dẫn đầu bị tổn thất nghiêm trọng, chỉ còn lại vài ngàn người. Con đường vận chuyển lương thảo của quân đội Tục Hán bị chặt đứt. Ngoài ra còn cả ở 1 vạn đại quân của Cao Tường thành Liệt Liễu, cánh quân phối hợp tác chiến từ bên trong của Ngụy Diên, những tổn thất này cộng vào phải vượt quá 5 vạn. Gia Cát Lượng dẫn theo có tổng cộng 20 vạn quân, cuối cùng quay về chỉ còn một nửa. Không lâu sau, 3 quận Thiên Thủy, Nam An, An Định lại phản Hán theo Ngụy. Mùa đông cùng năm đó, Gia Cát Lượng bắc phạt lần thứ 2,
Nhân thời cơ Lục Tốn đánh bại Tào Hưu ở Thạch Đình, đi qua Tán Quan, bao vây Trần Thương. Đáng tiếc, hơn 20 ngày vẫn chưa đánh hạ được, quân chi viện của phe Tào cũng đã tới, Gia Cát Lượng đành phải rút lui về Hán Trung. Năm sau, Thục Hán tiến hành Bắc phạt lần thứ ba, lần này đánh chiếm được hai quận Vũ Đô và Âm Bình, còn đập tan được quân cứu viện của nước Ngụy. Nhân lúc tình hình đang có lợi cho Thục Hán, Gia Cát Lượng rút quân, quay trở về kinh đô, tăng cường phòng thủ để chống lại sự tấn công của quân Ngụy. Năm 231, lần Bắc phạt thứ tư, quân Thục bao vây Kỳ Sơn, chuẩn bị quyết chiến với thống soái Tư Mã Ý của quân Ngụy, nhưng Tư Mã Ý đóng cửa thành không chịu ra, với ý đồ tiêu hao hết lương thảo của quân Thục, nhờ đó ép đại quân của Gia Cát Lượng phải rút lui. Còn tung tin về nước Thục rằng Gia Cát Lượng đã xưng đế, Gia Cát Lượng đành phải thu quân quay về triều đình. Lần thứ năm rời Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng chỉ huy 10 vạn đại quân đóng quân tại Gò Ngũ Trưởng. Trong lần xuất chinh này, Gia Cát Lượng vất vả lâu ngày đã khiến cho người sinh bệnh, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng qua đời tại Gò Ngũ Trưởng. Mọi người thường được nghe rằng Gia Cát Lượng lục soát Kỳ Sơn, thực tế chỉ có 5 lần Bắc phạt, thật sự rời Kỳ Sơn chỉ có 2 lần, còn một lần là quân Ngụy tấn công Hán Trung, Gia Cát Lượng phản đòn lại, thế nên mới có cách nói lục soát Kỳ Sơn. 5 lần Bắc phạt kể trên thua nhiều thắng ít, giáng những đòn nặng nề lên nước Thục. Ngũ hổ tướng của phe Thục Hán chỉ còn lại một người, Triệu Vân cũng qua đời vì bệnh tật, Mã Tắc đã bị Gia Cát Lượng chém đầu, và cả hai đại tướng là Trương Hưu và Lý Thịnh, tổng cộng tổn thất 11 tướng lĩnh trong quân đội. Tướng lĩnh tầm trung thậm chí tổn thất lên tới hơn 70 người, nhân tài gom góp nhiều năm về cơ bản đều dùng hết sạch. Từ đó về sau, Thục Hán không còn có cơ hội giành thắng lợi nữa. Gia Cát Lượng vừa qua đời, cả Thục Hán chìm trong không khí tang thương, ai cũng thương tiếc vị thừa tướng tài hoa, hết lòng vì đất nước. Tuy nhiên, trong triều đình Thục Hán lại có người vui mừng trước sự ra đi của Gia Cát Lượng. Người này là Lý Mạc, thủ hạ cũ dưới trướng của Ích Châu Mục Liêu Trưng, đồng thời là một viên quan của nhà Thục Hán từng được Gia Cát Lượng cứu giúp. Lý Mạc là người huyện Thê, quận Quảng Hán, thuộc Ích Châu. Lý Mạc là anh em của Lý Triều và Lý Thiệu, hai vị quan nổi tiếng tài hoa của nhà Thục Hán. Tuy nhiên, Lý Mạc lại nổi tiếng là kẻ nói năng ngông cuồng trong triều. Thời Liêu Trương cai quản Ích Châu, Lý Mạc giữ chức trưởng ở huyện Nghiêu Bỉ, quận Kiền Vi. Năm 214, Liêu Bị chiếm lĩnh Ích Châu, lấy Lý Mạc giữ chức tòng sự. Khi gặp Liêu Bị, Lý Mạc chỉ trích gay gắt việc Liêu Bị đoạt Ích Châu từ Liêu Trương. Liêu Bị hỏi vặn lại, biết không hợp lý, sao ngài không giúp đỡ ông ấy? Lý Mạc trả lời, chẳng phải không dám, vì lực chẳng đủ đấy thôi. Quan chấp pháp muốn giết Lý Mạc, nhưng Gia Cát Lượng xin giúp nên được tha. Một thời gian sau, Lý Mạc được bổ nhiệm làm thái thú Kiển Vi, rồi làm tham quân trong phủ thừa tướng Gia Cát Lượng. Trần Văn Đức cho rằng Lý Mạc luôn có ác cảm với Gia Cát Lượng, nghi ngờ Gia Cát Lượng nắm đại quyền, công cao hơn chủ, sau này sẽ xung đột với hoàng đế, dẫn đến kết cục thảm khốc. Gia Cát Lượng biết chuyện, không trách cứ Lý Mạc, trái lại giữ Lý Mạc như là người giám sát mình, để luôn ghi nhớ phải giữ đúng chức phận. Năm 228, Gia Cát Lượng phát động Bắc phạt đánh Ngụy. Do sai lầm của Mã Tắc, quân Hán bại trận ở Nhai Đình, khiến cả chiến dịch trở thành công cốc. Gia Cát Lượng muốn xử tử Mã Tắc, Lý Mạc lấy chuyện Bách Lý Thị nước Tần, Thành Đắc Thần nước Sở khuyên Gia Cát Lượng không nên giết nhân tài. Gia Cát Lượng không nghe theo, đuổi Mạc về Thục, vẫn quyết xử Mã Tắc. Vào tháng 8 năm 234, sau năm chiến dịch Bắc phạt của nhà Thục Hán, Gia Cát Lượng bị bệnh nặng và qua đời tại Gò Ngũ Trưởng, thọ 54 tuổi. Khi nghe tin thừa tướng Gia Cát Lượng đã mất ở nơi tiền tuyến, hậu chủ Liêu Thiên vô cùng đau lòng, khóc lóc không thôi. Liêu Thiện xuống chiếu truy tặng ấn thủ Vũ Hương Hầu và đặt tên thụy cho Gia Cát Lượng là Trung Vũ Hầu. Gia Cát Lượng được chôn tại núi Định Quân, ở vùng Hán Trung, theo đúng với di nguyện. Mộ phần chỉ đủ chứa quan tài, liệm bằng quần áo bình thường và đặc biệt là không chôn theo bất cứ tài sản gì. Trong khi hậu chủ Liêu Thiện quyết định mặc áo trắng để tang 3 ngày sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Lý Mạc lại dâng sớ lên cho Liêu Thiện và cho rằng việc Gia Cát Lượng nắm đại quyền trong tay giống như hổ giữ sói rình. Do đó, nay Gia Cát Lượng đã chết thì mọi người ở Thục Hán phải mừng chứ không nên lo buồn. Bài sớ này chẳng khác nào phủ nhận những đóng góp to lớn của Gia Cát Lượng đối với nhà Thục Hán. Sau khi nghe xong, Liêu Thiện nổi giận, khép vào tội làm nhục thừa tướng và quyết định hạ ngục Lý Mạc. Chẳng bao lâu sau, vị quan này cũng bị giết chết. Chức An Hán tướng quân của Lý Mạc sau đó đã được giao lại cho Vương Bình. Lý Mạc luôn cho rằng việc Gia Cát Lượng phát động Bắc phạt khiến Thục Hán tiêu tốn nguồn lực. Tuy nhiên, chiến dịch này đã được sự cho phép và ủng hộ từ phía hậu chủ Liêu Thiện. Mặc dù chiến dịch Bắc phạt do Gia Cát Lượng phát động chưa đem lại được các thành tựu như mong muốn cho Thục Hán, nhưng thể hiện sự nhìn xa trông rộng của vị thừa tướng tài ba này. Vì vậy, những lời lẽ trên của Lý Mạc chẳng khác nào là vu khống, gây chia rẽ nội bộ. Lúc sinh thời,
Lý Mạc từng cả gan chỉ trích gay gắt Lưu Bị về việc đoạt Ích Châu từ tay Lưu Chương vào năm 214. Lúc bấy giờ, quan chấp pháp muốn giết Lý Mạc, nhưng nhờ Gia Cát Lượng xin giúp nên vị quan này được tha. Tuy nhiên, sau 20 năm, may mắn đã không lặp lại. Lý Mạc có lẽ cũng không ngờ mất mạng vì những lời mỉa mai một người vừa qua đời, đó là Gia Cát Lượng, vị thừa tướng được cả Thục Hán yêu mến và kính trọng. Vậy, câu hỏi đặt ra rằng tại sao Lý Mạc lại tỏ ra vui mừng và dâng sớ nói xấu Gia Cát Lượng? Hóa ra việc làm kỳ lạ này xuất phát từ 3 nguyên nhân. Thứ nhất, do tính cách, Lý Mạc tuy cũng có tài nhưng là người tính tình bộc trực thẳng thắn. Nhược điểm lớn nhất của Lý Mạc chính là khoác lác, nói năng ngông cuồng, không biết lựa thời, gây chia rẽ nội bộ. Việc nói năng dẫn tới họa sát thân không phải là lần đầu đối với viên quan họ Lý này. Trước đó, năm 214, sau khi Lưu Bị chiếm lĩnh Ích Châu, Lý Mạc đã chỉ trích gay gắt vị quân chủ này. Khi Lưu Bị hỏi lại, biết không hợp lý, vì sao ngài không giúp đỡ ông ấy, Lưu Chương. Tuy nhiên, Lý Mạc lại đáp rằng, chẳng phải không dám, vì lực chẳng đủ đấy thôi. Lúc bấy giờ, nếu như không có Gia Cát Lượng xin giúp thì Lý Mạc chắc chắn sẽ mất mạng. Thứ hai, Lý Mạc có oán hận với Gia Cát Lượng. Vào năm 228, trong cuộc Bắc phạt lần thứ nhất do Gia Cát Lượng phát động, vì sai lầm của Mắc Tắc khiến quân Thục Hán bại trận ở Nhai Đình. Sai lầm này cũng khiến chiến dịch này thất bại. Khi Gia Cát Lượng muốn xử tử Mã Tắc, Lý Mạc lúc đó lấy chuyện Bách Lý Thị nước Tần thành đắc thần nước Sở để khuyên can thừa tướng không nên giết nhân tài. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng không nghe theo và nhất quyết xử tử Mã Tắc. Sở dĩ Gia Cát Lượng đành nuốt nước mắt phải xử Mã Tắc nhằm ổn định sĩ khí, giữ nghiêm quân pháp, ổn định cục diện trong triều và xoa dịu lòng dân. Trong khi đó, Lý Mạc lại không thể nhìn rõ tình hình, ra sức ngăn cản và nảy sinh lòng oán hận với Gia Cát Lượng. Thứ ba, tranh chấp bè phái trong triều. Kể từ khi Lưu Bị chiếm giữ Ích Châu năm 214, đã xảy ra tranh chấp giữa ba phe, bao gồm phía quan chức, thế lực địa phương ở Kinh Châu, Ích Châu và thành đô của Thục Hán. Trên thực tế, các thế lực quan lại, địa chủ ở Ích Châu luôn phản đối chiến dịch Bắc phạt của Gia Cát Lượng. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến Lý Mạc, người từng là thuộc hạ của Lưu Chương, luôn tỏ ra phản đối và bất mãn với Gia Cát Lượng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.